Ê, nó tiêu thầy. Vậy. Bỏ đi, bỏ lại đi, bỏ lại đi. Bỏ lại đi, khai, bỏ lại đi. Bỏ lại đi. Đâu, tôi nói mồi ra đây em đó nè. Chưa cầm chưa được. Ồ, tôi còn nữa không? À, có còn chừng ném lên đó nghe. Thì cái con nãy đó nghe. Hello, chung tình mến chào quý cô chú anh chị các bạn nha. Hôm nay á, chung tình rất vui gặp lại cô chú anh chị các bạn trên cái video là hôm nay vô tuần bạc cái gì vậy? Vô mình bơm hang bắt chuột nè. Nước nổi này chuột rất nhiều nha. Này ở ngoài cánh đồng của nhà tuần bạc nha. Rồi chào. Rồi, chào cả nhà. Bữa nay mình bắt chuột. Bây giờ chuột bây giờ hang rất nhiều quý vị. Bây giờ nước nổi thì bây giờ chuột nó lên bờ nó làm hang ở trên này. Hoặc này có rồi, nó đùng quá trời đùng. Không đủ mà phải thời có chạy cái dính bắt chục á. Có cái chạy không? Con chạy đã toan ra một tăng một là không biết đường mà bắt hết luôn. Thì tôi canh một hết một chứ sao vậy? Đó canh mới cầm đây cầm đó không có xuống cầm đó đâu. Bà nhét đại sơn. Ở dưới ruộng này thấy bà con ở quê mình đó. Mùa nước nổi này dừng không có làm ruộng thì giờ trồng cù nèo để để thu hoạch để bán. Cao quá ném nữa chứ à, nó không có ra đâu. Ừ. Có len mới được. Bà này mới nè, bà cái này có nè. Nó không nổi đâu. Bao nhiêu nước tiêu đi. Ôi, ra biển rồi. Ôi, ra biển rồi. Rồi đừng con anh em ơi, con quá bự rồi. Bỏ đây bỏ vô cộng đi, bỏ vô cộng đi. Để cắm đi. Hả? Ừ, đây con nữa hả? Đây 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 đúng. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây 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 đúng rồi. Ngon rồi. Ôi cái này ngon rồi. Còn lấy đi cái kim kiếm ngắt đi. Không nó ra trong miệng không à, chỉ là không ăn hết đâu. Không hết rồi. Nguyên cơ bản hết rồi. Rồi được 2 em anh em ơi. Còn ba biết nào không thử nữa. Mà nó ra rồi, nó ra được, nó ra rồi đó. Thôi qua mấy bản thì chuyện qua mấy bản đó thôi. Không có hết rồi. Không ra miệng rồi, nó không ra hết á. Ông cả đây tôi đi chồng con kia tôi con cái này con có nó chảy không à đồ với hai chú hả ngon rồi em cứu tôi nói mồi ra đây em đó nè chưa cầm chưa được rồi. Tôi còn nữa không à, có còn chừng ném lên đó nghe thì cái con nãy đó nghe cái nguyên cái con đó rồi đó nó ra căng đi nè không mua bển này qua cho đây nè à rồi sao bé ăn từ từ đi bé ăn đi wow quá trời luôn rồi ờ vú rồi nè ô mớm luôn luôn nhưng nguyên bài con đó đó thì có ém rồi đi em hang đi này ơi đây gì đó thì chưa đang cầm không cầm đây không cầm đây nha bây giờ tôi bơm cái thằng trên này là xuống chân từ từ không có thằng từ từ em đi để làm xong cái này đi
Vì bên đó nó qua đây rồi. Đây nè, từ đây xuống đây nè. Ừ, không bao giờ bắt. Bây giờ lấy luôn đi, cho chết luôn đi. Ê, chút xíu mình nhổ lòng mình thu đi nha. Ừ, cho chết luôn đi. Cho chết luôn. Chờ. Không, không, để đủ vô cái lòng đó nó lấy. Chết chưa? Rồi, đổ dở cái cây. Wow, quá con này. Cái nửa ký. Rồi, bỏ vô lòng đi, bỏ lòng đi. Bỏ lòng đi, bỏ lòng đi, bỏ lòng đi. Xeo bên đây. Rồi, đến đây. Ô, mạnh chết. Trúng mánh rồi, trúng mánh con chuột rồi. Ô, bỏ tụng bạc cũng lẹ, miết theo dữ. Ô, bây giờ tôi thấy sao mà em nhắc rồi đó. Ở vậy nó dội nước á, đụ mấy này nó ở đó. Cái này đụ có nó xuống đâu mà bơm đây, nãy bơm đây trời. Rồi tụi bay em nè. Đụng chố rồi, tôi là không đụng chố rồi. Ừ. Ông canh đi bảo đảm nước ra thì sao đâu đó. Canh dưới đi tụng bạc. Hai chục lứa, hai chục con cũng dùng quá chục bự. Vô kia một trong trong kia còn một đồ chục cống một dùng một à. Ở đâu? Trong cái chân có đây là lâu chút xíu à. Nó dính hai chục cống luôn rồi. Nó tập trung đó trơn đó. Ừ, là chân trong đó dữ lắm. Nhưng mà có cống dùng là không có chục cơm. Mà chân nó bự, nó cắn có tay bánh rạch như vậy. Thì, chân nó đó. Có cống dùng là không chục cơm. Mà xử lý cái hàng này đi, lát thì chống. Quốc hàng này vô đó thử cái sao? Tại vì chỗ này có cung nhôm là chỗ nó không có chuột cơm, nó cắn chuột cơm chết trơn à. Được hả? Ừ, nó cắn chứ. Đặt máy gì dựng dựng đi, máy cho nó thấp á, chứ sân gò cao thấp đẳng kìa. Không, không vậy được rồi. Rồi, tụi bạc qua bản đi. Bản đây nước nè, không có liền. Này người ta. Đủ đi giờ nó có đã, từ những có đã thon liền á. Lại đi. Đó, đắp 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 vòng lại được cho nước ấy, móc là móc cho nó ngon lành đi. Tấn lại, tấn lại, tấn cái nước vòng lại. Không có được, ở trên gì nó không có được xuống. Đâu có. Bơm đủ nước chiều thấm á. Kiếm canh ngắt rồi đây chứ cái này đâu. Không có ăn rồi. Không có ăn hả? Đi lên đi nè. Có đẻ không? Dạ, coi dưới đi, coi dưới đi. Nè, lên nè. Thấm rồi đó. Thấm rồi đó. Thấm rồi đó. Giờ đào rồi anh em ơi. Nãy giờ bơm cũng thấm rồi. Đào bấy chứ giờ nãy giờ nó chưa được cái ngách nè, kiếm ngách nó chưa có. Hôm nay qua chờ quá trời, dấu hang giờ quá trời. Hả? Ông ngồi ở dưới tôi đi. Thấy hang dưới không? Nãy giờ phân theo mấy cái hang mấy ngách giờ. À, chân gò dấu bấy hết trơn. Dưới nữa qua hang đó mà giờ hang này nè, chắc ăn là hang này trở lại chân đó đó, nãy xuống đó dưới đó. Hai dưới này chưa bơm nè. Không có ở nó đâu, lên hai trên hết. Rồi đào quan khớp đi, đào quan khớp đi tính á. Nước sao đâu vậy? Thấy đúng không? Thấy lũ đậu cơ mà. Gần đây cho thằng Khải đào đi. Thôi từ từ thôi, từ từ đó. Hăng thêm mấy cái hang đụng để nó bít mà hang qua ngắt khác. Đào lại cho đào cho cái đi. Nước khô gan à. Màu chì màu kỳ. Ở chân đó, ở chân đó. Mà vậy nó ăn nhiều ngách nè. À chà đó. Ừ. Ê ê, nó lu động, nó lu động đó. Ê ê ê. Thế cho làm gì đi đâu sợ đâu hay. Thằng này thằng đen. Đi khối sao. Đảo ngược lại vậy. Thằng cho đó đó. Đó, kêu é trọng sao? Nghe đó. Ô gì đã hai bà con rồi đó khẽ ơi. Ê ui mày luôn. Ai vỏ, ai vỏ, ai vỏ, ai vỏ, ai vỏ. Chúng rồi đó, nghe ngon nghe ổ rồi đó. Ui ơi trời ơi, kia nè. Kia nè gọi tôi Vĩnh Lan đi rồi. Ờ nguyên mày luôn. Ô nó ra, nó ra, nó ra theo lên bên đây. Vĩnh Lan rồi. Trời ơi mày này bự. Ừ. Mày khỏi bẻ. Đâu mày gì mà đào gì kệ mẹ đó. Ủa chứ thôi lỗ.
Bởi vì hồi dính đó hả, đâu ngay, ngay con mẹ ngay nằm đâu đây nè chứ không con chậu. Con mẹ hai cú cú. Gì đi ơi. Chung ngắt rồi nè mày. Con chưa? Hết. Con. Cái mà được có con bự rồi mình để sống rồi mình nhổ lông mình thui ngon lắm. Thui cái mình nướng ăn luôn cái da đã chứ lắm đã. Cũng nhum là phải để lông rồi để da rồi mới ngon. Nhưng lột da hết ngon rồi. Nhưng mà để da bởi sầu lăng. Thì sầu lăng bây giờ mình đây là mấy con này nữa mình cộng nữa thì được rồi đủ rồi đó. Bao nhiêu đây mình sầu lăng, bao nhiêu đây mình mồm nội gọng nội lắm á. Thì gọng nội. Thì bổ rồi vô thêm nữa anh chị. Ồ giờ chuột cống rồi nè, quá trời chuột cống. Giờ cái nhà được chuột chắp cống dùng con nái quá trời bự rồi nè. Con này là gần nửa ký đô á. Quá trời chuột cống. Phương Dung. Nguyên vài chục cống lứa nữa. Ờ trời nửa kg luôn nè, hết hồn chục cống. Rồi. Cái okay. Mà. Bự rồi lấy kéo gặp luôn nha, còn mấy chuột tơ này mình mới móc để bọc nha. Để bọc nướng nha. Rồi. Vậy đó, cũng được đó. Chuột này quá trời già luôn rồi. Kéo cắt không đứt luôn. Không biết để biết nhiêu lứa mà nói rồi tụi bạn ơi. Chuột này đã giờ đây này bắt cũng đỡ lắm, rẻ tới rồi tới vụ đông xuân cắn lúa tại dữ lắm. Tới vụ xuân để biết nhiêu lứa nữa. Bữa nước mưa lại rồi. Rồi. Vô là mình nhúng lửa mình nướng ra chứ không có ốp gì hết nha. Nước tươi luôn mọi luôn. Rồi, đi vô. Đi. Nè, cầm 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 cho tôi nhổ vô nhà buông xúc. Rồi, đây, okay. Vậy, cộng chút. Rồi. Nãy đi bên đây nhổ cộng nhiều con này. Vừa nhổ xúc luôn em ơi. Rồi dài cống nèo luôn rồi. Cống này để trước được lên hồi nó yếu. Hàng không chín á, quá trời chuột luôn. Hai mẻ hay gì? Hai mẻ. Một chiều cứ cấy tàn để gió lên chứ. Nước ngập nào. Trời. Wow, ngồi vàng nha. Ừ, để mới đó. Heo banh không mới. Wow, rồi để xung quanh. Đây thịt chó lên luôn. Cho vừa chín chuột cái thịt chó đưa vô là chín luôn đó. Đây thì nó cũng nóng. Chả chưa? Hai chuột chả hai bề đó hả? Mấy bề mà. Chuột bự xong để giữa. Hả? Giờ chuột nhỏ ra. Cái chuột bự để ngoài nó không đều. Đâu đâu. Không đều. Này cái đầu nó không đều chưa chín. Để đắt để nhiều chuột bự trong. Đây cái con này chín tiếp. Chín tiếp một em nữa. Nướng tới đâu rồi mình. Rồi. Để biết vô lên nè bạn, nó hơi khó chút nha. Nè mà xem thông cảm nha. Ồ. Rồi, chín tiếp được lên nè bạn. Nhỏ nhỏ vừa chín tới rồi nó ngon, mềm, mềm mới ngon. Thấy chưa, lâu lâu cũng thèm cái miếng cày mấy anh em mà thấy chưa? Cày nướng ngoại ha. Nè, cày nướng chấm luôn. Em đừng để trên đây vài miếng cày. Bây giờ nãy giờ nói chung ra anh em kể nhiều món quá, bây giờ mốt lắm. Mình làm clip này Út để anh em làm những clip sau là cảnh đồng quê mình kiếm bắt cá, là mình chế biến món để chia sẻ cho anh em xem ở miền Tây của mình nè. Thôi chắc mình tới đây mình quay chia sẻ cho anh em xem tới đây chắc kết thúc video. Hoặc quý vị thích yêu mến mấy anh em á, yêu mến chương trình đó thì nhớ cho chương trình xin một like, một chia sẻ và cái nhấn chuông để thông báo ra video mới gửi đến cho quý vị xem. Rồi, một ngày mới xin chúc quý vị nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình nè. Thôi xin chào, hẹn gặp lại chú Lưu theo. Bye. Bye. Rồi, nói là...